sân bay thì có thể gửi thẳng đến cục lãnh sự, và cục lãnh sự căn cứ vào cái điều kiện ở cái thời điểm đấy thì sẽ báo cáo và tổng hợp báo cáo và trình những bị cáo ký văn bản gửi đến tổ công tác của Nam Bộ. Dạ. Sau đấy thì sau khi có cái ý kiến trả lời của tổ công tác đấy thì cục lãnh sự sẽ làm văn bản để thông báo cho doanh nghiệp Dạ vâng, xin và thông đồng nhé. thời là gửi đến các đơn vị khác để phối hợp biết. Vâng ạ, nhưng mà kính báo cáo thêm hội đồng thẩm phán là trước trước khi mà triển khai theo cụ thể đó thì trước đó thì bị cáo cũng đã phối hợp trong tổ năm bộ với trong là thành viên ban chỉ đạo thì đã xây dựng nên các cái tiêu chí để cho các cái doanh nghiệp tham gia cũng như là cái quy trình là xin ý kiến các bộ như thế nào để phối hợp cho nó thành nhuần nhuyễn, và cái việc này thì nó cũng là tiếp nối từ cái thời kỳ mà trước khi mà đưa giải cứu và liên quan combo thì thêm có các địa phương ạ, thì các địa phương phải cho ý kiến vào thêm với này thêm Bộ Công an nữa thì xin kính báo cáo hội đồng. Trong quá trình bị cáo thực hiện những công việc của mình thì có cá nhân doanh nghiệp nào tiếp xúc với bị cáo và đề nghị hỗ trợ để tạo điều kiện cho họ tổ chức các chuyến bay không? Kính thưa đồng thẩm phán thì dự án thì bị cáo có tiếp xúc với một số doanh nghiệp ạ, cụ thể là 13 cái đại diện doanh nghiệp mà cũng đã nêu trong cái kết luận điều tra, và cái bị cáo thì thưa hội đồng xét xử thì bị cáo cũng không chủ động ạ, mà chủ yếu là các doanh nghiệp thì là cũng qua các cái mối quan hệ công tác hoặc theo cái nhu cầu, và cũng là các doanh nghiệp thì cũng được các theo cái chủ trương được tham gia thì là có liên hệ thì cũng nể nang, và để bị cáo cũng thấy là các doanh nghiệp tham gia thì nó cũng theo chủ trương thì cũng muốn nghe xem có khó khăn hay là vướng mắc thì không thì bị cáo tiếp đó. Và trong số 13 doanh nghiệp đó thì có nhớ là cũng đã có đến khoảng 7 doanh nghiệp thì đã tham gia trong cái quá trình mà lúc mà văn phòng chính phủ phê duyệt rồi ạ. Thì còn sau này thì có thêm một ít nữa thì Cụ thể là những doanh nghiệp nào và bị cáo có nhận cái tiền hoặc lợi ích vật chất nào từ những cái doanh nghiệp mà đề nghị hỗ trợ giúp đỡ tạo điều kiện trong việc cấp phép chuyến bay không? Bị cáo có thể kể tên các doanh nghiệp đấy không, hoặc kể tên trực tiếp những người đưa tiền cho bị cáo không? Dạ, kính thưa hội đồng thẩm phán thì bị cáo sẽ xin nói theo cái trí nhớ của mình. Rồi. Vâng, thì kính thưa hội đồng xét xử thì trong cái quá trình giải quyết đó ấy, thì những cái lần đầu mà các doanh nghiệp đến qua các cái mối quan hệ công tác thứ thì là bị cáo cũng có tiếp xúc thì cũng chỉ là hỏi thăm trong cái năng lực khả năng, và sau đó thì là có hướng dẫn cho các doanh nghiệp, đồng thời thì cũng nói với anh em cục lãnh sự để mà có cái hướng dẫn để họ tham gia hoặc là để họ làm tốt hơn, nhưng bị cáo cũng không có ra điều kiện hay không có yêu cầu hay là làm bất cứ cái gì ạ. Và Vâng. trong 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 cái số đó thì bị cáo cũng đã như chủ tọa cũng vừa hỏi thì bị cáo cũng có sau khi mà các doanh nghiệp được tham gia và những cái đợt mà họ tổ chức xong chuyến bay thì cũng các doanh nghiệp thì cũng chủ động liên hệ với cáo cũng bận và cũng không 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 có cái mưu đồ hay có cái ý định đòi hỏi gây khó khăn gì, thì là các doanh nghiệp thì có đến tiếp xúc cảm ơn ạ, cũng nói là cảm ơn thì trong đó thì kính thưa hội đồng xét xử thì bị cáo cũng có gặp chú chị mơ một số lần ở công ty An Bình thì có nhận là 8,5 tỷ đồng đấy, thế chị chỗ chị Hằng ở Blue Sky thì là 5 tỷ á, chỗ APTA của chỗ chị Tường Vi thì là 115.000 ạ, rồi chỗ Master Life của chị Mai Sa thì là thì cáo không 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 nhớ được khoảng 30.000 gì đó. Thế rồi chỗ anh Nghĩa ở công ty Nhật Minh thì là 40.000 ạ. Với này chỗ chỗ sau sau Hà Nội thì có khoảng 25.000, với này bên mấy công ty nữa thì hiện nay bị cáo xin lỗi là không không nhớ cụ thể gì đã
đã được nêu ở trong cái kết luận điều tra, và bị cáo cũng xin thành khẩn là nhận lỗi. Lúc bị cáo xác nhận những cái nội dung như cáo trạng anh nêu là đúng về những số tiền và những cái người đưa, thì bị cáo xác nhận là đúng, có những người đấy đến gặp bị cáo đưa tiền đúng không? Dạ vâng ạ. Chỉ có tòa án hỏi lại để cho bị cáo xác nhận xem có chính xác không. Dạ, ví dụ như là